chị ăn hết cái chỗ đồ của chị mang đi theo. Bây giờ chị đau bụng quá, chị không chịu được. Đau quá. Chị hâm mà, làm sao chạy rồi không được ăn nữa, ăn nữa mà chạy á. Chị á, đau bụng đấy. Trời ơi, rùa thì làm sao mà thắng được thỏ. Bé mà còn cứ đòi chơi, ui giời ơi. Ôi trời ơi, lè lưỡi chứ. Vô chuyện. Em đi đâu ơi? Hả? À, ngồi đây. Em biết chị là cười cái gì không mà em cười? Em biết chị cười cái gì mà em cười? À, ừ. Cười thỏ xin xem ai thắng được. Em biết chuyện đấy à? Xem chuyện đấy hay buồn cười bởi chị xem chị cười vỡ bụng luôn. Rùa thế mà cũng thắng nhỉ? Có dám chơi với chị không? Có chứ. Chị chấp em lửa đường luôn, đặt cái mũ vào kia. Cho em chạy trước lửa đường, chị chạy sau. Em không cần chị chấp lửa đường. Tinh vi, bé như này á chị á. Em bước một bước, em bước hai bước và chị bước một bước vào đây. Có dám chơi không? Chơi luôn. Chơi. Ra đặt cái mũ ở đây làm mà lấy. Ăn bánh kẹo không? Hả? Ăn thì mới có sức để chạy chứ. Ok. Chỗ này chắc là vạch đúng không? À. Chúng ta sẽ chạy một vòng công viên này á. Ai về trước mới thắng. Chơi không? Bảo Lích chuẩn bị xuất phát. Đây, chuẩn bị. Mày kìa, sao cứ tranh đường đua người ta thế? Nó bé thế nó có chạy trước cũng chả thắng mình á, lớn này cần gì phải chạy đủng đỉnh, vừa đi vừa ăn vừa nghỉ mát một tí này. Mình chắc phải ăn hết chỗ này nó được, xong rồi mình chạy theo nó kịp đoạn này mát ra đây ngồi đã. Ăn hết chỗ này chạy cũng được, cần gì phải chạy nhiều mệt người á. Con bé đây nó bé, nó có chạy hết sức cũng chỉ bằng mình em vụt qua cái rồi, chân dài như này cơ mà ngon hết. Mọi người thả lên. Mọi người ngò mụn của em chết cho khỏe. Nào ra ra ngon chí ra. Nói ngon ra. Ngon mất. Cho bác ngon mất. Tại mình ngủ giấc được. Tí lại chạy không kịp. Mình cũng ăn hết nhiều thứ rồi đấy. Uống hết hộp sữa rồi. Có khi nó cũng chạy xa rồi. Thôi, bây giờ mình phải tranh thủ chạy thôi. Không à, tí nữa. Mình mà thua thì cũng xấu hổ lắm. Lớn như này mà thua mà. Tao bụng không nhỉ? Ui, đau bụng quá. Thế rồi, mình có ăn cái gì đâu nhỉ? Bởi này ăn có mỗi tí đồ mà đau bụng này. Ui, đau bụng quá thế này làm sao mình chạy được. Ui, mệt quá. Ui, đau bụng quá. Chết rồi, đau bụng quá rồi. Ôi, mình phải chạy thôi. Mình chắc là về đến đích kịp rồi thôi. Yeah, lần này mình thắng. Chị đau bụng quá. Chị ăn hết cái chỗ đồ mà chị mang đi theo. Bây giờ chị đau bụng quá, chị không chịu được. Đau quá. Chị hâm mà. Làm sao? Chạy rồi không được ăn nữa, ăn nữa mà chạy á. Chị á, đau bụng đấy. Chị không biết, bây giờ chị đau bụng quá. Chị không chạy được nữa rồi. Đau bụng quá. Em nhà về nhà cho. Ôi, chị đau bụng quá. Trời ơi, chị lại không biết là ăn no không được chạy. Chạy xong bây giờ nó sốc bụng, đau bụng kinh khủng luôn. Ôi đau quá. Ôi thì chị có biết đâu. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.